Hello, chào cả nhà nhé, chào cả nhà một buổi chiều vui vẻ. Đấy, hôm nay mình lại làm một món ăn, anh em mình lại làm một món ăn gọi là gì nhỉ? Thịt nướng, thịt bóp riêng mẻ nướng nhá. Anh em mình chỉ bóp riêng mẻ nướng này là mới ăn thiện dạ mà rất thơm ngon, nó cho là cái món này thì nó kiểu ai cũng ăn được luôn. Đấy, cả mức cái gia vị khác là nó không khẩu vị. Đấy, hôm nay là làm món là làm gần một yến thịt để nướng, trời lớn luôn đấy. Hello các ông em. Chào cả nhà nhá. Các cháu hello ngài. Hello ngài. Hello ngài. Đưa tay rổ nhà sao sống. Đưa tay rổ nhà sao sống. Đây. Là 7 cân 8 gọi là 8 cân đi, 8 kg thịt nha cả nhà nhá. Bóp riêng mẻ mắm tôm. Đấy. Xong là quạt than lên nướng than hoa. Ăn chơi chơi cho vui cho thỉnh thoảng tổ chức gọi đây này. Miếng này tí nữa ăn mới là đẳng cấp này. Đấy. Gần như là vú này. Đấy, ăn miếng này mới là ngon này. Chứ còn những cái thịt chả thì tất cả nhà biết là thịt chả nướng là không ngon, cái này gọi là thịt đàn bà nó hay thích ăn cái loại chả. Đàn bà là cứ như này này. Đấy. Chả nó khô là nó thích ăn. Nhưng anh em mình là cứ phải ăn nó còn mỡ nó ngọt nó nướng thơm. Đấy cả nhà. Ra cô em mình đấy. Khoáng tất. Còn các cháu này cũng thấy nó có tận gồng. Còn bà theo là nhặt ít rau sống ăn kèm. Thế thôi. Rồi. Đấy, còn các đại ca này đại tí ra là cứ ngồi thì gọi là review luôn. Chờ ăn. Chờ ăn. Nhiệm vụ là chỉ ăn. Cây cái gì đây cháu? Lại game à? Đấy, lại game rồi. Đấy. Nhặt rau, đang chương trình nhặt rau. Còn các thanh niên kia thì bắt đầu là mỗi thanh niên gọi là một điện thoại. Còn một thằng thì không có điện thoại đang ngồi xem, giờ là chắc cũng hơi bực mình. Đang rất cay, tình hình này lúc này đang cay cú. Bắt đầu là bồi tôn, bắt đầu là cho lên lửa. Đấy cả nhà, nướng than hoa. Bắc bếp đây. Bắc bếp. Nướng ngoài đây rồi, nhà nó chật hẹp rồi, nướng ngoài đây rồi cả nhà. Nướng đây là thoáng nhất. Đúng là mưa, hắn chạy về đấy đúng không? Thoáng nhất. Thoáng. Gần mới yến đấy cả nhà, gần mới yến thịt đấy. Bóp rừng mẻ nướng thơm lắm cả nhà. Thái mà xiên làm xiên sẵn nhưng mà thôi chơi kiểu này cho nhanh. Thế là mới bây giờ muốn bây giờ đợt vé này là mới đứa mấy giờ mấy triệu mấy? 1,7 triệu. Thế là 3 người là 3,7,3,21 là 5,1 triệu à? 5,1 triệu là vé quay lại sao bây giờ đắt thế à? Đây là 5,1 triệu. Đấy cả nhà, cây chanh này bùi tôn chiết ở vườn nhà chú đấy. Chiết bùi tôn nhà chú là mang về đây rồng. Thế là khả năng là tương lai là lên rồi đấy. Chanh ta đang ngoài nghe cả nhà nha. Ô có mấy quả đây nó rứt hết rồi. Đây này. Bùi tôn chiết khéo tay hết đấy cả nhà. Đây này. Chiết ở cái cây chanh nhà chú ở dưới đấy, mình hay chia sẻ ở dưới vườn này. Chú chiết nhiều lắm. Thế bây giờ nó rụng hết một lớp, đang lên lớp lọc rồi. Nắng cơ vào trầu này nắng quá nó héo nên nó vẫn lên thế này là sống ấy nhỉ. Quá sống rồi. Quan niệm mình cả nhà biết đấy. Có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều, cứ đã có là cứ phải chia sẻ ăn bằng thoải mái thôi. Bắt đầu có mùi thơm rồi. Mùi dậy sóng rồi đúng không? Đấy, nắng này chó còn nhà nữa cả nhà. Đang nằm đấy. Anh Nô cũng mệt vì hè nắng oi cả nhà. Đấy, anh mệt này. Anh Nô cũng mệt vì hè nắng oi. Anh Nô nhỉ? Anh Nô, hello anh Nô. Anh hello anh Nô bắt tay nào. Ôi giời, nhọc quá. Anh mệt quá. Nắng nồi này nhọc quá. Nắng nồi nhọc nhằn khổ quá. Đấy, còn đây là anh Gấu. Còn kia là anh Tà Lung Tun. Anh Tun này là anh Tun thầm nặng sát thủ. Anh cả bây giờ. Kinh quá. Còi xương. À còi xương. Nó bảo toàn còi xương. Thế còi xương thì vật tay với còi xương nào? Con voi còi ở bản đôn. Chú voi con ở bản đôn. Vật trong với em Toàn à? Voi còi sổng chuồng đi ra. Ở Tây Nguyên ra. Thì voi Tây Nguyên bao giờ đào chả. Vật với tay với Toàn nó vật chết.
Toán bây giờ nó đi xách hai tay hai thùng hồ vữa mầm rồi. Mà tốt, tí là yếu, trông thế thôi. Toàn một đống thịt giống bác biển. Đấy, cả nhà bây giờ là đang mùi thịt riêng mẻ bắt đầu là bốc khói rồi. Đang phải giảm nửa cả nhà, nửa chạy mỡ xuống nửa thấy to. Thơm quá cả nhà, mùi ngào ngạt cả xóm rồi. Ui giời, cả nhà nhìn thấy không? Có mùi rồi. Mùi thơm vức chưa? Cả nhà có ngửi thấy mùi thơm không? Của mùi riêng mẻ. Tiếc mới là cả nhà không ngửi thấy. Tiếc mới cả nhà không ngửi thấy đâu. Đấy. Nướng thịt cả nhà, cái nướng cái loại này mới ngon này. Còn chả không là ăn không ngon đâu. Nó thật sự gâu đấy. Nhiều lần nướng chả anh em có ăn đâu mà. Thấu giờ nó ngon đúng không? Thơm. Tí, mình cứ chia sẻ đến bữa này, chia sẻ tiếp nhá. Video nó dài lắm. Ôi, cả nhà ơi, đã bắt đầu là xong rồi. Đấy, nướng phải quất đây, để ăn cho hết này. Đàn bà nó còn cứ phải thích ăn ăn quất. Ngon 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 này. Mời cả nhà nó ăn ngon quá. Nó móc kia. Ngon này. Nướng cái kiểu này ăn ngon rồi. Chép luôn. Chép vào đây. Ngon như cả nhà, mùi rất thơm. Đấy, nướng than đấy cả nhà nhá. Đấy, nướng ăn đúng là đúng chất, đậm đà luôn đấy. À, nóng này lại thằng cháu Tuấn này làm cái bia uống cho nó. Theo ra dội nước vào đi. Xong rồi đấy. Đấy, mời cả nhà vào ăn cùng với cánh mình nhá. Thịt nướng là nguyên thịt nướng thôi. Đấy như thế. Nó đang sùi sục nhỉ. Đấy. Tuấn ơi gấp ra này cho chúng tôi thật chặt. Vẫn đang sôi sèo cả nhà. Cứ thế ăn mới sướng, ăn miếng to mới sướng. Thao ăn nha, con cháu này thao bốc vác. Đi chơi à? Đi chơi. Nước nào đây? À, mẹ luôn. Thế còn cái cục chả của mày ra. Nóng. Úi dồi, nóng. Đấy, chấm nước mắm, có tương ớt. Thích cho mày chấm cái gì là tự làm đi. Còn bác nào bác chấm tương ớt. Hello, hôm nay lại tóm được bông hóm mày quá. Đấy. Tí nữa là uống bia nhá. Rồi. Mày quá lại tóm được bông hóm nữa. Đấy. Ôi giời, rót hết ra rồi à? Tí nữa lấy mỗi đứa một non. Ngồi vào đây cháu ơi. Mời cả nhà nhá, ăn với này kèn cái gì? Kèn đã xong là có thì nướng cái heo nhau với nhau kèn cái. Mời cả nhà đây, mình cánh mình uống bia, còn các cháu nó uống nước ngọt, uống bảy úp. Ngon này, đây là các cháu nó uống bảy úp nước mưa này, nước ngọt nhưng mà nước bảy úp, còn là bảy úp à? Có phải không anh Vũ? Ấy, anh Vũ ăn sành rượu như đấy, phải quấn đấy, hôm nay ăn gỏi cá, quấn đầu tiên là mình bảo nhìn học cái quấn tinh hết nha. Được không, anh Vũ hôm nay ăn gỏi cá cảm thế nào? Ngon không? Đấy, bắt biểu chuẩn đấy. Lần đầu tiên ăn gỏi cá lịch sử trong đời. Đấy. Thôi, mời cả nhà đây. Đấy, ăn đây. Thịt nướng ăn nó phải thế mới sướng. Đấy, cuốn với rau thơm, nóng quá cả nhà nhưng mà. Nhưng vẫn phải nướng cho các cháu nó ăn. Cả nhà nhìn thấy không? Nướng này nó mới là thật chất đấy cả nhà, riêng mẻ, không cần xa hoa đẹp, có nghĩa sao chín ngon đẹp là được rồi. Đấy, nước mắm rồi là bột canh, ai thích ăn kiểu gì là ăn đấy. Úi giời, Vũ quấn giỏi ghê nhỉ, đâu biết bỏ ra có mấy miếng chưa? 2 miếng. Chuẩn, đấy, tuyệt vời mà trời đấy. Đồng chí Vũ, anh Vũ có chơi quả này không? Đấy, chơi quả ớt không? Đấy là bắt nước chấm thần thánh của Bắc Biển Nam. Giỏi, xứng đời ta điểm. Người hùng đàn đạt trở về, nóng không chịu được, cứ phải cởi trần giống Bắc Biển suốt ngày. Hay là bác cháu mình nghèo quá, không có tiền mua áo nhỉ? Đúng không? ăn thịt miếng to uống ăn thịt miếng to uống rượu quán lớn nó mới xứng đời ta liền. Đấy, anh Vũ nhìn băng me băng móm review này đẳng cấp chưa? Ui rồi cả ớt nữa. Thế qua đến xuống nhà tôi vật hết cái ớt này, cái ớt khổng lồ đây băng me nó vật sạch.
À đây ạ. À, cái con mụ này sẽ ăn từ bếp ăn ra. Ngon. À ngon thì bà nướng, không nướng cứ ăn xít mùi tôm, mất mùi tôm nướng kêu nướng cháy thì ăn mới được nhiều. Ngon. Ăn mạnh nha các ông nha, ăn mạnh cho hết đi, không nhiều lắm đấy, gần một đĩa thịt đấy, không phải đùa đâu. Ôi, ăn cái này nghe có vẻ anh cũng nghe sinh điệu nhỉ. Anh cũng nghe cái này gói nghe gọn, nhưng từ lúc gói gỏi cá được qua trường lớp gói được gỏi cá là đẳng cấp đấy anh Vũ ạ, hiểu không? Ăn thì nữa không, không có phát đúng ý gì đâu, đừng đóng hàng gì đó gì à. Đóng gì đâu, gói nhìn phát anh gói được. Là gói được, công nhận tao thấy nó đẩy tinh hết, trước khi tao bảo là nhìn các chú các bác anh gói đấy nè. Thế là diễn mà nó gói lần đầu tiên thế là ác ấy. Mình lần đầu tiên gói cá, có thấy không thường không chấm nước mắm mà lại chấm một canh ạ. Ơi, mời cả nhà nhé. Phát nó chấm. Ăn chay luôn ạ. Gì mà đấy cũng rồi đấy thì nó để cày ra con nha ầm Toàn uống với anh Vũ một bát bia đi, hai anh em mày làm nào thế nào, mai anh này một vài bữa nữa anh lại vào Đà Lạt rồi chứ là phải cạnh nhau bảy úp ạ, cạnh nhau bảy úp ạ. Thế này anh Vũ đâu ba anh em này cạnh nhau một cái bảy úp được không, bia thì bảy úp đấy rồi, để cho anh Vũ gì review đã, để cho anh Vũ review đã là rót đều ra đấy, chơi bảy úp rót nhẹ đâu nó sang cái chiếu ăn nào sướng đời ta điện ấy. Ba Vũ đồng chí Vũ gấp là quấn hơi sành điệu ấy, ba em mình làm cái lưng bảy úp đấy, chơi Vũ đấy, du đứng chân anh hai rồi du ấy gì vậy. Ba anh em nó chơi bảy úp cả nhà. Bảy úp. Nắc, bắt tay tình cảm đấy. Nắc đấy, 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 đóng đấy, đấy, đấy. Mấy khi anh từ Đà Lạt đi ra các em phải du lực vào ấy. Mấy khi anh về phải không nhỉ? Mấy khi anh về nó phải thế. Gây được ấn tượng sốc, sang năm anh mới lại còn nhớ các em anh lại còn về. Đấy, thế ba cháu chú cháu mày lại uống bia đi. Kịch bia đi. Uống bia đau nữa không? Không bắt đầu. Lấy bia đau ra hết cái, lấy bia đau ra Tuyến ơi, lấy bia đau ra đây cho ba thanh niên nữa tiếp. Hết bảy úp rồi lại lấy bia đau. Tào lao bia đau mang đây để cho các cháu nó ăn thịt nướng nó đang nóng. Thằng Ôn Long đã vào trong kia đóng cửa lại để chơi điện thoại rồi. bắt nó sống rồi. Còn sống và đang vào trong nhà kia đánh điện tử. Có người thì đi tối chưa? Ừ. Đấy cả nhà đấy. Mình chia sẻ hôm nay nó nóng, thời tiết nóng quá nhưng mà vẫn bù tồn vẫn phải vào nướng thịt. Chiều đãi tiếp khách quý từ Đà Lạt đi về ăn món gọi là thịt nướng cuốn rau sống. Đúng là ăn về mùa hè mà quá mát mẻ. Mấy anh em nó uống bò húc rồi là bảy úp. Còn cánh giống mình là người lớn là uống bia. Cho nó mát mẻ thằng người đấy cả nhà, nó như thế mình cứ chia sẻ nó vậy, những bữa ăn dân giản của gia đình. Đấy, bắt đầu là đồng chí Vũ ấy, cháu đang vào mời cả nhà đấy. Quằm rồi sướng ấy, không nghe từ lúc ra gói gọi được gọi cá về gói thì nướng ăn cũng đẳng cấp ấy, nhảy gói nghe gọn ghê cơ. Không Vũ nhanh phải nói là nhanh lắm bắt thật. Đấy. Có khi là anh Tuấn lại thua các em rồi, các em gói nghe sành điệu lắm. Chấm cho bột canh đầu bếp Toản. Bột canh đầu bếp Toản dần. Thế là mấy kia thế nào vậy? Bảo xuống ăn thịt nướng thì xuống. Bây giờ đến xếp luôn bắt đầu là gói. Mình đi được ngày
giữa anh em con cháu nhà mình, nói chung là ăn uống là nó có phải tự do thoải mái cả nhà. Khi nào có khách đến giao lưu hay này nọ đi đâu thì mới là tính sau, còn ở nhà cứ do ăn uống tự nhiên đi, mò móc đấy. Úi giời, đây là thánh thích canh mà thánh ăn lẩu ếch này, đẳng cấp lắm. Không nắng nhưng mà ăn vẫn ngon. Nướng hơi vất vả thôi. Toàn ăn mạnh lên, gấp 2-3 miếng vào. Gấp giống, gấp, anh cũng phải gấp tiếp nhận em, cho miếng nữa mà. Ăn phùng mát thì mắt mới sướng. Không biết gói nóng. Mày còn nấu cái gói bằng anh Vũ nữa, anh Vũ mới đẳng cấp. Mà cái này nha. Đấy. 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 Nữa đấy, miếng nữa đấy. Đấy. Ăn phải miếng to mới sướng. Đấy. Chơi 3 miếng. Ăn đúng bài bản hết nhỉ, đứng dân sạch điệu hết nhỉ. Nạ cái. Mọi người nha. Ừ, đấy. Tuyệt vời đấy. Nhà cái bì nó cứ giòn cung cốc cung cốc. Luôn ăn cả cầm mãi miếng ấy, chấm cái gì. Ôi dồi. Người hùng này mới khiếp này, măng ớt các kiểu. Cả nhà đấy hò hết, ăn mãi không chết. 5 cân nào? 7 cân 8. Ừ. Chết, tội là mày cứ a dương cái gì mày đâu là. Tao biết rồi, là hôm nay bọn tao vừa làm video lúc trưa rồi. Nó đang đủ quả rồi, chỉ muốn ngủ yên xuống. Tuy nhiên anh được video đó được thì... Thì vẫn biết rồi nhưng mà này, nó ăn không ngon. No bụng. Mang màu không? Bóc cướp đây không? Nhiều lắm. Đây là... Nhiều lắm. Đây chả bọn em ăn hết rồi thì như nào nữa. Chọn những miếng nào chả ngon là như ta lại cứ thích cái này là tốt rồi. Thế nào, miếng này là ngon. Cơm nha, bỏ cơm. Thì cũng đâu? Thì được bốc quá tí. Không ăn cơm, bỏ thế nào cơm. Bộ cơm thì là cho nó ăn cho hết cái này, ăn với bạn này. Nào, Vũ đâu, hát một ra để bác. Cho nó mát, rồi là xong rồi. Anh nhạo, đánh chèo. À quên bác với Vũ chưa bắt tay. Quên này. hai bộ cháu mình quên chưa bắt tay. Đấy là điều gần nhất đấy. Người Hùng đến từ Đà Lạt. Mình cứ chia sẻ cả nhà, nói chung là công việc người nhà mình ít khi chia sẻ nó cả nhà, nhưng mà tập trung thì đông tây về thì bốn phương trời ta về chung vui thì đông lắm. Tại vì gia đình thôn quê thì nhà nào cũng thế đúng không, ở cái thời của các cụ thì toàn 10 đến 11, 12 người con, ở đông tây nam bắc có đất đây, gần như gì đấy cả nhà biết đấy.
tàn giảm rồi. Đấy, chị em phụ nữ nó to mồm ấy, nó chỉ làm mấy miếng thì trả cuối cùng đấy. Khiếp quá. Rồi video nó có thời lượng nhé, mình xin kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà theo dõi một lần hay, cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho Biển nhé. Hẹn cả nhà đến sau, chào cả nhà, hẹn cả nhà. Chào nhá. Hẹn cả nhà 10 năm sau. Đấy. Đồng chí Đà Lạt hẹn cả nhà 10 năm sau. Hẹn cả nhà đến sau nhé, yêu cả nhà rất nhiều.